Đây là lộ Đá Xanh. Lộ này thì xe ba gác đi được. Ở đây đi ra tới lộ Đan 3m. Thì đi ra đó khoảng độ 100m là tới lộ Đan 3m đó thì xe 7 chỗ vô được. Từ chỗ này mà ra tới tỉnh lộ Tham Ma Năm khoảng 350m. Thì ở đây là thuộc ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây bà con mình còn gọi là ấp Chiến Lược á. Thì cái nhà này bề ngang nó gần 13m. Tổng diện tích của nó là 180m. Chủ đất đang gửi văn thanh là 1,8 tỷ. Đây là đất thổ cư 100%. Nhà này thì bà con mình vô ở ngay. Nhà này có tường rào thì ở đây xây hai căn riêng biệt luôn, hai căn liền kề. Nhà này cũng mới sửa lại. Đây thì bà con mình ở cũng đông đúc. Còn cái nền đất này là thổ cư 100%. Tổng diện tích của nó là 172m2. Mặt tiền của nó là 7m2, chiều sâu nó khoảng 23m. Nền ở đây cao ráo, bà con mình có thể vào là xây dựng ngay. Nền này chủ đất đang gửi văn thanh là 850 triệu. Anh chạy một đoạn ra cái lộ lớn cho bà con coi. Từ đây chạy ra cái lộ nhựa, lộ Gò Đen á, tỉnh lộ 835 á, là đó khoảng 350m á. Lộ này là lộ xe ba gác chạy nè. Ở đây là lộ Đan 3m. Lộ này xe du lịch vô ngon lành. Lộ này mình chạy khoảng 200m. Chạy khoảng 200m là mình ra tới tỉnh lộ 835 rồi. Đường này đi qua chợ Gò Đen, đi đường tắt, không thôi mình đi đường chánh. Ở đây là tỉnh lộ 835 nè. Từ chỗ này mà chạy ra tới quốc lộ 1A ở ngoài đó chắc khoảng độ 300m là tới. Chỗ này mà bà con đi lên tới chợ Bình Chánh khoảng 5 cây số. Phía trước là quốc lộ 1A khoảng độ 200m đó. Còn cái đường này là mình đi vô tới chợ Gò Đen nè. Tuyến này mình chạy thẳng là đi qua bên kia là xã Phước Lý của huyện Cần Giuộc luôn. Còn mình rẽ tay trái thì mình đi về hướng chợ Bình Chánh. Ở đây là khu dân cư chợ Gò Đen.
Ở đây là phòng khám đa khoa Gò Đen. Đây là phòng công chứng Gò Đen này. Đây là khu chợ Gò Đen tập trung ở đây. Đây là chợ Gò Đen của ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức. Thì trong khu dân cư này nó làm theo dạng bàn cờ, có nhiều cái lộ nhỏ nhỏ, thì hai bên đều có phân nền hết. Một nền ở mặt tiền này khoảng độ 3-4 tỷ, còn nền các mặt trong thì nó khoảng 1,5 tỷ đô la. Trong cái khu này đối diện với đây là trường cấp 3 Gò Đen. Đây, trường cấp 3 Gò Đen đây. Thì đối diện trường cấp 3 này Văn Thanh cũng có một cái khu nhà trọ, 10 phòng trọ, người ta kêu là 3 tỷ tư. Một phòng trọ ở đây người ta cho thuê là 1 triệu. Ở trong đó đó, khu nhà trọ đó. Nó qua bên kia là nó thuộc ấp 1 xã Mỹ Yên của huyện Bến Lức. Thì nằm bên đây là cũng là huyện Cần Giuộc, nó gặp ở đây luôn, nó xã Phước Lý. Văn Thanh sẽ dừng clip ở đây. Bà con nào có nhu cầu mua đất ở Bến Lức thì gọi cho Văn Thanh. Số điện thoại 012 866 68368. Ở đây là thuộc Mỹ Yên này, ấp 1 xã Mỹ Yên. Còn nó đi vô hướng bên đây thì nó thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.